Tập đoàn A.O. Smith Mỹ mới đây đã ra mắt máy lọc nước K400 với công nghệ RFID giúp nhận dạng 100% lõi lọc chính hãng. Khi thay lõi lọc, máy sẽ tự động phát ra tín hiệu cảnh báo và chỉ chấp nhận lõi lọc chính hãng. So với công nghệ RO thông thường, công nghệ lọc nước RO Sidestream được A.O. Smith phát minh có thể giúp loại bỏ 99,99% các kim loại nặng, vi khuẩn, hóa chất độc hại tồn dư trong nước, giúp nâng cao hiệu suất sử dụng và tăng tuổi thọ lõi lọc gấp 1,5 lần. A.O. Smith là tập đoàn 145 năm lịch sử tại Mỹ với hơn 140 bằng phát minh sáng chế quan trọng trong ngành lọc nước.